Xin chào tất cả anh em ha. Tiếp tục giao lưu với anh em số lô mai giảo anh em ơi, giảo hạt gin. Hình thú luôn. Bông mà quá trời bông luôn. Nụ là đầy nghẹt luôn nha anh em. Cây này nụ là nụ với bông là bao hàng luôn. Đó. Quá trời nụ bông rụng bớt rồi đó anh em ơi. Cây này hình thú ha. Cây này là cái sẹo mà nó liền trơn nha anh em nè. Nó muốn lên xù đó anh em ơi. Cây này nó muốn lên xù nè. Rồi, anh đâu hoành nè. Cây già chứ lắm già ha. Bứng đất nha anh em. Hoành 21. 21 hoành. Chiều cao 1m2. Tàn quá đẹp. Đã ngang 100. Rồi, cây mã số A1. Cây này thì em giao lưu với anh em là để anh em 2 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rất là đẹp nha anh em. Cốt cành nè. Già chứ lắm già luôn ha. 2 triệu em bao ship ha. Đó. Quá đẹp. Bông nụ này bao hàng luôn ha. Bao bông bao nụ luôn, nụ chùm 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 luôn. Bông của nó thì 5 6 7 cánh tùy nha anh em. Tại giảo hạt ha. Mình không có biết được. Đó, này có 5 cánh nữa nè. Có 6 cánh nữa ha anh em nè. Đó, 5 cánh, 6 cánh thì 7 cánh luôn. Rồi mã số A1 2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo là cây mã số A2 nha anh em. Cây này tàn là khỏi phải chê rồi. Đó, cũng giảo hạt ha. Đây, đó, bông nó đây. Đó, 5 cánh. Cái nụ anh em thấy cái nụ bông nè. Bằng tay cái em nè. 5 6 cánh. Cây này thì nó đang lên xù nha anh em. Báo anh em biết ha. Đây. Đế thì đều gan. Đây nè, anh em nhìn thấy cọng đế này ha. Tại em chưa xịt rửa ra ha. Nè, đây nè. Đó, đế đều cũ nở nha. Cây này cũ nở lắm ha. Bên đây em bị nè. Đó, đây nè. Đó. Tại vì mai tàn thì không dám bư xuống sâu quá nha. Đó, để cho anh em về chồng nữa. Cái tàn này đẹp lắm anh em ơi. Tàn khỏi phải chê đó. Bông giảo thì cũng năm từ 5 đến 7 8 9 cánh nha nè. Đâu hoành luôn anh ơi. Mà bông nó bự lắm anh em ơi. Chà bá. Cây này thì đang lên xù ha. Hoành 26. 26 hoành. Anh em thấy ha. Cây đang lên xù. Tầm cỡ 1m6 anh em ơi. Tàn ngang cũng cỡ đó à. Tàn ngang cỡ 1m6 1m7 luôn nha anh em. Cây mã số A2. Tàn rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu với anh em 2,5 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Cây đang lên xù ha. Đây. Báo anh em biết ha. Cây đang lên xù. Anh em nhìn ha. Cây này anh em nuôi thời gian nó lên xù nguyên cục luôn rồi anh em ơi. 2,5 triệu. Cây mã số A2. Theo cây mã số A3 anh em. Ồ, cây thú luôn. Ồ, thú luôn. Chưa có bư đó. Nè, bông anh em xem nè. 5 nè. 6 cánh nè. Quá trời luôn. Búp bông bành bành không nghe anh em. Mấy cây giảo này là em bao bông luôn anh em ơi. Bông bông nhiều á. Nè. Đó. Đây cây này là 6 cánh đó nè. 5 6 7 cánh nha. Nụ thì em bao luôn. Quá trời nụ luôn. Vàng cây luôn nghe, cây này là Tết là vàng cây không nghe anh em. Rồi mã số A3. Đâu hoành nha, con thú nằm ngồi luôn. Đẹp luôn ha. Không phải là đơ luôn nha anh em, thú ngồi luôn á. Hoành 27. 27 hoành nha, đôi chỗ này nha anh em. Chiều cao 1m45. 1m45, tán ngang anh. Tán ngang. Tán ngang 1m1. Tán ngang 1m1. Rồi, cây mã số A3. Quay sơ lại giùm em cái số A3. Đó, anh em coi đế ha. Tàn ngang rất là đẹp ha. Bông rất là nhiều nha anh em. Nụ dày đặc luôn, siêu bông luôn đó. Mã số A3. Đó, quá trời nụ bông luôn anh em ơi. Rồi, A3 cây này giao lưu với anh em cũng 2 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Đó, đế thú ha. Chỉ có 2 triệu thôi anh em ơi. Mà bao ship nữa anh em ơi. Khá là rẻ ha. Tiếp theo cây mã số là A4. Anh quay sơ cái tàn cũng bố bà ba luôn em ơi. À, đế thú ngồi luôn. Anh em mua cái phôi thôi á, cái phôi mấy cái phôi mai thú này thôi
cũng giá cỡ đó rồi anh em. Cái này em bán tàn cho anh em về chơi luôn nè. Đó, thú chân nè. Đó, anh em thấy chân không? Đó. Chân trước, chân sau thì đủ hết trơn nè. Đuôi luôn nè. Đó. Đây trên đây nữa nè. Đó, không kia chưa bư ra nữa nè. Đó. Quá đẹp anh em ơi. Cây mã số A4. Rồi, đâu hoành ra. A4 này nè. Quá trời đế luôn anh em. Hoành 28. 28 hoành. Ồ, cây này tàn dữ lắm, tàn anh em. Cao lắm, 1m7 à. Cao 1m7, 1m8 anh em ơi. Tán ngang. Tán ngang tàn 1m4. Ồ, thú quá thú anh em ơi. Rồi, quay sơ giùm em cái. Cây mã số A4. Đó, anh em quên xem tàn ha. Rồi tiếp tục xem đế ha. Đó, cốt cành thì ok, không có thẹo dích gì chứ anh em ơi. Rồi, cây mã số A4. Cây này giao lưu với anh em là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu em bao ship tặng nhà luôn á. A4 2,5 triệu nha. Rồi tiếp theo, cây mã số A5. Cây này đẹp lắm anh em ơi. Đó, thú nữa nè. Đó, cây nào cũng thú cho nghe nè. Đó, đế thú à. Nó muốn lên xù luôn nè. Cây này nó muốn lên xù nè. Quay kỹ cho anh em xem nè ha. Đó. Đó, nó xù dưới khúc này luôn nè. Đó. Rồi, cây mã số A5. Rồi, nó hoành đó. Hoành 23. 23 hoành. Cao 1m3. Cao 1m3. Tán ngang. Tán ngang 90. 90. Rồi, cây mã số A5. Để thú khá là đẹp ha. Rồi, cây này giao lưu với anh em cũng là 2 triệu ha. Em bao ship tặng nhà luôn. Cây để thú rất là đẹp. Bông nè. Này chưa nở bông. Còn búp quá trời búp luôn. Thì nói chung mai giảo này bông từ 5 đến 7, 9 cánh nha anh em. Lộn xộn thì ngầu chứ. Tại cây ghim mà, không phải ghép mà. Rồi, A5 2 triệu bao ship anh em ơi. Rồi, tiếp theo. Cây mã số A6 anh em ơi. Đó. Cây này tàn dữ lắm, đẹp nha anh em. Quá đẹp. Cây cũng thú nữa anh em. Đó. Cây này cũng muốn lên xù nữa nè. Anh em xem nè ha. Đó. Cây này nó có lỗ chỗ này nha anh em. Đó. Mà sạch trơn nè. Chút chỗ này thôi ha. Cái thẹo cũ anh em ơi. Rồi. Đâu hoành nè. Hoành 23. 23 hoành. Cái tàn là khỏi phải chê luôn anh em ơi. Mét 28. Tàn ngang chắc tầm mét rưỡi đó anh em, mét 4 á. Ngang 34. Mét 4 đó anh em ơi. Đó, cây rất là đẹp ha. Tàn khỏi phải chê ơi. Bông của nó cũng vậy ha, 5 6 cánh. Nè, cây này là 2 nè, 4 nè, 6 là 7 cánh nè. Anh em thấy không? 5 6 7 tùm lum hết nha anh em. Cây mã số là A6. Rồi, cái này giao lưu với anh em là 2,2 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà ha. Tàn rất là đẹp ha. 2,2 triệu. Cây mã số A7 cũng là cây cuối cùng của clip luôn anh em. Cây này cũng đế thú luôn. Đó, bông thì anh em nhìn nè. Quá trời bông luôn. Bông của nó là 2, 4, 6, 7 cánh nè. 5 cánh nè, 7 cánh nè. 8 cánh nè. Tùm lum chân anh em ơi. Anh em nhìn một bông là biết rồi đó. Đầy ngát bông luôn. Cây này đế thú. Nó có cái là nó kiểu có cái thẹo trên này đó, nhưng mà nó kéo mép hết trơn anh em thấy không, kéo mép hết trơn. Về em hồi em tha keo lại cái này hết là ok hết trơn anh em. Cây rất là già, để thú luôn. Đó, rồi đâu hoành ra. Bông thì khỏi phải chê luôn. 26 hoành. Mét rưỡi anh em ơi. Rồi, cây A7. Quay sơ lại cái đế cho anh em xem cái. Đó, nó có sẹo cho đó thôi. Nhưng mà đế thú nằm luôn hay nè. Đế thú luôn. Đó. Rồi, cái mã số A7. Bông được, tàn đẹp luôn. Rồi, giao lưu với anh em là 1,9 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.